Tức là thầy sẽ ôn lại cho chúng ta về lý thuyết của Armin. Thế thì lý thuyết của Armin chúng ta cần nhớ những cái gì? Đúng không? Thì đầu tiên nhá, chúng ta cần phải nhớ về định nghĩa. Định nghĩa Armin là gì? Thì định nghĩa Armin là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử sẽ có được khi và chỉ khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hydro của phân tử H3 bởi gốc hydrocarbon. Thì thực ra thì cá nhân thầy thì thầy không mong muốn chúng ta thuộc cái định nghĩa, mà thầy muốn chúng ta hiểu cái phân loại của amin. Đấy. Phân loại của amin thì cái phân loại của amin này nó quan trọng hơn cái định nghĩa, bởi vì cái phân loại nó hay thi hơn nhá. Thì ở đây mình có này, nếu mà amin bậc 1 nó là những cái anh có dạng là R1 NH2. Đấy, mình cứ nhìn thấy nhóm NH2 thì nó là amin bậc 1. Đúng không ạ? Thứ hai là các cái anh amin bậc 2. Amin bậc 2 thì sẽ có dạng là R1 NH R2, có nghĩa là cứ có NH thì nó là amin bậc 2. Và cái thứ ba là amin bậc 3 thì có dạng là R1 N R2 và R3. Đấy, thì đây là N. Thì cái này là cái mà chúng ta hay gặp nhiều nhất nhá. Cái phần lý thuyết này các bạn nghĩ là ok nhưng thực ra nó không ok đâu. Các bạn sẽ rất hay bị sai ở những câu lý thuyết này. Đấy là về phân loại. Về phần danh pháp thì danh pháp amin các bạn hay bị nhầm ở hai cái kiểu. Một kiểu là danh pháp gốc chức và một kiểu là danh pháp thay thế. Thì chỗ đó tí nữa khi mà vào cái phần mà gọi tên hay là các bạn bị sai thì thầy sẽ nhắc lại cho chúng ta. Về đồng phân của amin. Về đồng phân của amin. Đồng phân của amin thì chúng ta sử dụng cái skill mà thầy vẫn dạy chúng ta. Các bạn nếu mà các bạn nào mà hay theo dõi livestream của thầy hay là theo dõi thầy từ đầu thì các em sẽ nắm được cái skill 3 4 5 2 4 8. Còn nếu bạn là một bạn mà hôm nay mới coi live của thầy buổi đầu tiên, những bạn nào mới coi live buổi đời thầy đầu tiên thì có thể comment em ở bên dưới được không ạ? Để thầy biết. Thì không sao cả, tí nữa thầy sẽ nói lại cho chúng ta cái skill tìm đồng phân 3 4 5 2 4 8 này và thầy khẳng định là các em sẽ bị nghiện luôn. Ok, cảm ơn Minh Lê. Đấy, bạn Minh Lê biết được đây này, 3 4 5 2 4 8 này. À, danh pháp rồi, về tính chất vật lý ạ. Tính chất vật lý của amin có một điều quan trọng như sau, thầy nhắc để cho chúng ta nhớ, đó là metinamin, dimetinamin, etinamin và trimetinamin. Đấy, chúng ta có bốn anh này để nhớ. Metinamin, dimetinamin, etinamin và trimetinamin thì tồn tại ở điều kiện thường thể khí mùi khai. Đấy, cái này là cái mà các em hay bị nhầm nhiều nhất và cũng là cái mà các bạn hay bị sai nhiều nhất, nên các bạn cần phải nhớ kỹ cho thầy nhá. Được chưa? Và tất cả các amin thì đều độc. Trong đó có một anh amin cực kỳ đặc biệt. Các bạn biết là anh nào không ạ? Anh nào mà tồn tại điều kiện thường thể lỏng? Anh nào mà độc? Anh nào mà tan ít trong nước? Nó là câu hỏi mà thầy vẫn hay hỏi các em. Đó là anh anilin. Trong đó đặc biệt là anilin C6H5NH2 tồn tại ở điều kiện thường là thể lỏng. Rất nhiều bạn bảo là anilin không tan trong nước nhưng thực ra không phải đâu, nó tan ít trong nước nhá. Tan ít trong nước và chìm xuống dưới nước. Ok chưa? Đấy, rất nhiều bạn nhớ này, rất tốt. Tính chất hóa học của anilin, à tính chất hóa học của amin thì tính chất hóa học của amin nó tựu chung lại. Tựu chung lại thì các bạn chỉ cần nhớ về cái từ chốt này thôi, đó là tính bazơ yếu. Đúng không? Tính bazơ yếu. Học thì nhiều lắm nhưng mà mình tóm tắt lại thì nó rất là đơn giản thôi. Thì trong này, trong cái chỗ mà tính bazơ yếu này thì đầu tiên mình sẽ đi so sánh về tính bazơ yếu. So sánh tính bazơ. Thì học rất là nhiều và rất nhiều thứ khó hiểu về kể cả giải thích, nhưng các bạn chỉ cần nhớ thầy cái điểm cực kỳ quan trọng sau đây thôi, nó chỉ cần chui trong đầu các em này thôi là các em thắng rồi này. Là amin bậc 2 thì luôn luôn mạnh hơn amin bậc 1. Đấy. Amin bậc 1 thì luôn mạnh hơn NH3. NH3 luôn mạnh hơn anilin. Nhớ vậy thôi.
nhá. Nhớ vậy thôi là thắng rồi, là ăn điểm rồi. Thế ngoài cái tính, thế trong cái tính bazơ yếu này nó có tác dụng với lại axit. Đấy, thế lấy ví dụ như R, NH2 mà tác dụng với lại axit thì tạo thành RNH3Cl. Ngoài ra trong này thì có cái phản ứng đặc trưng là anilin làm mất màu dung dịch brom. Làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường. Nếu thích thêm tí nữa thì nhớ là nó tạo thành kết tủa màu trắng. Đấy, thế là ngọt. Thế là ngọt nước. Ô vậy thôi các em ạ. Về mặt tính chất hóa học của amin, đấy các bạn chỉ cần nhớ được cho thầy như thế này thôi là mình đã chiếm phần thắng cực kỳ lớn rồi. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái phần mà bài tập nhá. Để chúng ta cùng xem là những cái gì mà chúng ta hay bị sai và chúng ta ứng dụng những cái phần mà thầy đã nói ở bên trên vào trong cái phần làm bài tập để mà chúng ta nhớ được kiến thức lâu hơn. Ở dưới đây là 30 câu amin mà thầy tuyển chọn ra từ trong những cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia, trong những cái đề thi đại học gần đây nhất. Đấy các em nhìn này, đề mới nhất luôn 2022. Đấy, một chấm vì sự cố gắng và nỗ lực của thầy ạ, được không ạ? Đấy, đây là những cái đề mới nhất mà thầy tuyển chọn ra những cái câu mà các em hay bị sai nhiều nhất để có thể giúp đỡ cho các em giỏi phần amin hơn. Dĩ nhiên, cái phần tóm tắt lý thuyết trên nhá, nó chỉ là phần tóm tắt lý thuyết thôi, nó không thể thay thế được cái trải nghiệm mà học kiến thức amin cơ bản từ đầu. Chính vì vậy nên các bạn chỉ coi cái phần nói ở bên trên nó là một phần tóm tắt kiến thức, không có trải nghiệm như là việc học kiến thức lý thuyết đầy đủ và nền tảng. Nếu các em muốn học kiến thức lý thuyết đầy đủ và nền tảng thì có thể tham khảo với cái khóa S1 của thầy. Ok. Câu số 1 ạ. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh? Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh? Thì ở đây chúng ta phải nắm được là gì ạ? Quỳ tím chuyển thành màu xanh thì tương đương với việc đó là anh dung dịch đấy phải có tính bazơ. Đúng không? Tương đương với dung dịch có tính bazơ. Thế thì các em hay bị sai ở câu này là do các em làm nhanh quá, các em tư duy nhanh quá, các em vội quá, các em tô sai. Chứ thầy nghĩ rằng là nếu mà để bình tĩnh tự tin mà ghi ra là dung dịch tính bazơ này này thì chắc chắn các bạn không sai đâu. Đúng không? Ok, cảm ơn Văn Đức. S1 chất lắm, anh em lên thử. Đúng rồi, chính xác. Sắp tới nha, S1 của thầy vào học kim loại cơ. Mấy hôm nữa vào học kim loại anh em sẽ thấy nó chất đến mức như thế nào. Tài liệu do tự tay thầy soạn. Nhá, hơi bị xịn luôn. Rồi, hello thầy, chào Hà Văn Phương. Ok ạ. Đấy, thế thì tính bazơ trong này là gì? Glucose thì không có tính bazơ. Acid acetic là CH3COOH thì thằng này là có tính acid nhá. Phenol thì nó sẽ có tính acid cơ, C6H5OH tính acid cơ. Vậy ở đây dung dịch mà làm quỳ tím hóa xanh thì chỉ có thể là metinamin CH3NH2 thôi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A các em nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đây, câu số 2, một câu đồng phân của thầy đây. Nhiều bạn bảo là có thể gọi thầy Minh là thầy Minh đồng phân. Ok, các em thích gọi thầy là gì cũng được. Chỉ cần là các em làm được bài thôi thì các em thích gọi thầy với một cái tên gì cũng được. Điểm cao là được. Số đồng phân ứng với công thức phân tử là C3H9N. Học hết mình vô kiểm tra quý hữu khóa cho glu đổi màu quỳ. Glu thì acid glutamic là nồi làm quỳ đổi màu nhá, còn glucose là không làm đồ quỳ đổi màu. Thì cái chỗ ở đây bạn là Võ Thị Thanh Nhàn nói là glu thì không biết là bạn đang muốn nói là glucose hay là acid glutamic. Ok, thì nhìn thấy đáp án của Minh Lê, của Võ Thị Thanh Nhàn rồi. Vui đùa với dãy điện hóa, đúng rồi, sắp tới dãy điện hóa dã man lắm. Những cái câu đấy về phần dãy điện hóa là những cái câu mà các em rất hay sợ. Thầy có cách để chúng ta hết sợ. Thầy chào Triệu Lê Minh Thư nhé. Chào các em. À, glucose thích thì toang thật. Thế thì toang thật, thế toang thật. Nào, số đồng phân ứng với công thức C3H9N. Khi mà đề bài hỏi chúng ta một cái câu về là số đồng phân ứng với công thức C3H9N thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng skill thầy. Thì nhớ rằng là với cái skill này khi mà thầy dạy cho cái lớp S1 của thầy ấy, thì có những bạn học sớm thì các bạn ấy mang lên trên lớp các bạn sẽ giải. Cô giáo của các bạn ấy khi mà nhìn thấy cái phương pháp này với ST, cô giáo bạn ấy không đồng ý cho việc của các bạn ấy áp dụng. Nhưng mà khi sang amin thì các cô lại thấy hay quá thì các cô áp dụng luôn được cách của thầy.
Đấy, thì vậy nên là cái cách này của thầy nó rất kinh điển. Nó tiết kiệm thời gian tao rất rất nhiều. Nào, mình có này. Đầu tiên nhá, bậc 1 thì mình chia thành một số hạng. Đây, 3. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy 3 có 2. Suy ra là 2 đồng phân bậc 1. Nhá. Bậc 2 là mình sẽ có là chia thành hai số hạng. Mình sẽ là 1 cộng 2. Thế chỉ có 1 cộng 2 thôi nhá. Vậy 3 4 5 2 4 8 0 1 2 thì chỉ có 1. 1 1 1 nhân 1 là có 1 đồng phân bậc 2. Bậc 3 thì mình phân tích nó thành tổng 3 số hạng. Thế 3 thì bằng chỉ có bằng 1 cộng 1 cộng 1 thôi. Thì 0 1 2 thì chỉ có 1. Vậy 1 1 1 1 nhân 1 nhân 1 thì bằng 1 đồng phân bậc 3. Vậy tổng cộng ở đây mình sẽ có 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4 đồng phân. Vậy suy ra anh C3H9N mình sẽ có tổng cộng là 4 đồng phân. Nhá, đáp án đúng của chúng ta là đáp án C 4 đồng phân. Ok chưa? Úi giời, nhiều bạn sở hữu được skill của thầy quá chết rồi, lộ rồi. Lộ không sao cả, lộ là lộ cho vui vẻ, lộ cho hạnh phúc ạ. Câu số 3. Trong đề chuyên Lam Sơn lần 3 năm 2022, chất nào sau đây là amin? Thì nghĩ là các bạn sẽ không bị sai ở cái câu này đâu. Nhưng các bạn cùng thử comment đáp án xem ạ. Chất nào sau đây là amin ạ? Natri acetat CH3COONa không phải amin. Glycine COOH CH2NH2 không phải amin. Anilin mình vừa học xong C6H5NH2. Đáp án đúng đáp án à. Ok không? Dễ quá. Câu 4 nào. Etinamin thì có công thức là gì? Etinamin có công thức là gì? Etinamin, các bạn chọn cho thầy đáp án xem nào. Etinamin có công thức là gì? Etin nhá. Etin để tên gốc chứ. Etin là C2H5, amin là NH2. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D các em ạ. Thấy dễ chưa? Thấy dễ chưa? Thấy dễ không? Câu số 5 đề liên trường Hải Dương lần 3 năm 2022, tất cả những cái đề này là đề do thầy trích ra từ trong những cái đề thi thử Trung học thông quốc gia của năm 2022. Những cái đề mới nhất để dành cho các em, để các em có thể có những cái thực nghiệm để chúng ta xem là cái việc mà chúng ta học trên lớp chúng ta có sát với lại đề thi hay không. Dung dịch anilin, chú ý cho thầy cái từ là từ không phản ứng nhá. Các bạn hay bị nhầm ở chữ từ không với từ có. Đấy, không phản ứng với chất nào sau đây? Thì anilin không phản ứng với chất nào? Thì anilin chắc chắn phản ứng với brom, mình vừa mới biết xong. Nó làm mất màu dịch brom ở điều kiện thường mà. Đúng chưa? Anilin có tính bazơ nên chắc chắn phản ứng với HCl. Và anilin thì chắc chắn phản ứng HNO3 vì nó có tính bazơ. Vậy không phản ứng với anh nào? Không phản ứng với NaOH. Anilin là, với NaOH là không phản ứng với nhau bởi vì cả hai đều có tính bazơ. Ok không? Úi dồi ôi, câu số 6 lại một câu sử dụng skill của thầy đây. Lại một câu sử dụng skill của thầy. Nào các bạn thử comment cho thầy đáp án trong câu số 6 đáp án gì. Các em thấy không? Nếu mà sử dụng các cái skill của thầy trong quá trình giải bài tập ấy, thì cái việc mà chúng ta chinh phục điểm 9 cộng hóa là chuyện cực kỳ dễ dàng, dễ như úp cháo luôn. Nào, số đồng phân ứng với công thức này là, đây là trong đề thi đại học năm 2009 nha. C4H11N có bao nhiêu đồng phân? Bậc 1, bây giờ mình nhẩm nhanh, bậc 1, một số hạng 4. Thầy chào Nhật Huy Nguyễn nha. Đúng chưa? Thế 3, 4, 5, 2, 4, 8, 4 có 4. 4 có 4. Vậy là 4 đồng phân bậc 1. Xịn chưa? Xịn chưa? Bậc 2 thì chia thành 2 số hạng. Thì mình sẽ có là 1 cộng 3, 2 cộng 2. 0, 1, 2 thì chỉ có 1. 0, 1, 2 chỉ có 1. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 3 có 2. 1 nhân 2 bằng 2. 1 nhân 1 bằng 1. Vậy đây có 3 bậc 2. Thế còn bậc 3? Bậc 3 mình có 1 cộng 1 cộng 2. 1 cộng 1 cộng 2
1 có 1, 1 có 1, 2 có 1 nhân với nhau thì bằng 1 bậc 3. Vậy từ đó suy ra mình sẽ có 4 cộng 3 cộng 1 bằng 8 tổng phần. Các bạn thấy xịn chưa? Các bạn thấy tốc độ cao không? Đấy, thì khi mà chúng ta sở hữu những cái skill thì thực ra thì mỗi ngày mình học một skill và mình thuần thục một skill đó thì sau này thì đến lúc mình đi thi thì mình đã sử dụng rất rất nhiều skill, mình đã có tụ rất nhiều skill bên trong mình rồi, thì cái việc mà chúng ta giải bài được điểm cao là chuyện tất yếu rồi. 8 ạ. À, ok nhá. Các bạn hiểu không ạ? Thì những cái bạn nào mà hôm nay mới theo dõi cái buổi live ngày hôm nay mà mới mới biết đến sự tồn tại của phương pháp tìm đồng phân này thì các bạn có thể inbox cho fanpage của thầy để xin anh admin, anh ấy sẽ gửi cho các em về chọn bộ tìm đồng phân của thầy nhá, chọn bộ tài liệu cũng như là video livestream. Ok, thì cái này là nó phụ thuộc vào cái việc là đáng yêu hay là lễ phép của các em khi inbox cho fanpage thầy thôi. Ok, câu số 7 ạ. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 3? Mấy đứa bảo là mai mang lên trên lớp cho cô mở mang tầm mắt, yên tâm các cô sẽ không mở, các cô sẽ không đồng ý đâu. Các cô ấy bảo ui toàn áp dụng liều thật mà, thầy gặp rồi, học sinh thầy gặp suốt. Câu số 7 ạ. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 3? Ui, cái này mình vừa mới học xong nhỉ. Amin bậc 3 thì cái nhóm chất đặc trưng nó phải là nhóm chất gì? N đúng không em? Đúng không? N. Vậy đây là amin bậc 1 này, đây là amin bậc 1 này, đây là amin bậc 2 này, đây bậc 3 này. Đáp án đúng là đáp án C. Ok, tiên dư tất cả bạn và các em. Câu số 8 ạ. Dung dịch metinamin trong nước. Metinamin thì có tính gì ạ? Đây, CH3NH2. Anh này có tính 3 giờ. Anh này có tính 3 giờ. Vậy thì nó sẽ làm quỳ tím hóa màu xanh. Đúng không ạ? Bởi vì tính 3 giờ thì làm quỳ chuyển xanh. Làm phenol và phtalin chuyển hồng. Chuyển hồng nhé. Vậy đáp án đúng là đáp án. Câu số 9 ạ. Sản phẩm của phản ứng giữa alanin với HCl. Vậy ở đây yêu cầu chúng ta phải thuộc được cái công thức của alanin. Alanin chứ không phải anilin nhé. Alanin công thức thế nào? Alanin. Đây, COOH CH CH3 H2N. Đây là công thức của alanin. Mà khi cho tác dụng với HCl thì anh alanin này là nhóm NH2 sẽ tác dụng với HCl này để tạo thành CLH3N CH CH3 COOH. Thì cái nhóm CH3 tỉa xuống dưới này người ta có thể đóng mở ngoặc đơn để viết cho nó gọn lại. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta câu 9 nó phải là đáp án D các em nhé. Câu 9 chúng ta đáp án đúng chính xác nhất nó phải là đáp án D. Để tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án 9D là đáp án chính xác nhất. Câu số 10 nào. Lại sử dụng skill của thầy. Số amin bậc 2 của C5H13N. Bây giờ các bạn quen không ạ? Khi về đề bài hỏi về amin bậc 2 thì chúng ta phân tích tính mấy số hạng. Sau các bạn phân tích ra, sau các bạn đọc 3, 4, 5, 2, 4, 8, xong chọn. Rất đơn giản. Phân tích nhá. Tổng hai số hạng mình có là 1 cộng 4 và 2 cộng 3. 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1. 3 có 2, 4 có 4. 1 x 4 bằng 4. 1 x 2 bằng 2. 4 cộng 2 bằng mấy ạ? Bằng 6. Dễ không? Nhập vèo phát sau. Đáp án đúng là đáp án C. Đấy các bạn thấy không? Những cái skill của thầy có thể giúp chúng ta tăng gấp 3 đến 5 lần tốc độ giải bài. Thôi nói 3 lần thôi. Câu 11. Đấy, câu 11 đấy. Cho amin có cấu tạo sau, tên gọi đúng. Tên gọi đúng của amin là. Thế thì anh này vẽ chuẩn ra thì nó sẽ như này. Thầy thì thầy hay có thói quen là thầy vẽ chuẩn ra, thầy vẽ chuẩn hóa lại. Chứ nếu để nguyên thì chúng ta hơi khó nhìn. Đây. Thế này có thể là isopropyl amin. Đấy là tên gốc chức. Cảm ơn Nhật Huy Nguyễn tăng gấp 100 lần này. Thôi thôi, nói như thế nó hơi ảo, mọi người không tin. Mọi người lại bảo mình ảo ta. Nhá. Thế isopropyl amin không được. Thế thì vậy thì bây giờ mình sẽ gọi theo tên thay thế đi. Đây. 1, 2, 3. Đấy. Thì gọi là propanamin. Đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhá. Đấy. Nhiều đứa bị lừa kìa. Nhiều đứa chọn là etin metinamin. Toàn chưa? Thì đây là những cái câu mà thầy tuyển tập ra. Thầy chọn ra, thầy gấp ra. Để cho người ta nhìn thấy rằng là cái việc mà cái học lý thuyết của chúng ta phải luyện tập hàng ngày
liên tục, chứ không phải là chúng ta chỉ học xong ra bỏ đấy luôn. Thì như vậy nó sẽ không tốt cho các em trong cái quá trình chúng ta học. Câu 12 ạ. Gọi tên hợp chất có công thức sau. Úi dồi, câu này hay này. Câu này mới toang chặt. Câu này nhiều đứa toang lắm. Các bạn cũng comment thử đáp án xem câu 12 đáp án gì. Gọi tên hợp chất có công thức sau. Cái anh này rất hay thi chứ. Cái anh này nó hay thi ở trong cái bài về tơ ni lông 6,6 ấy. Đấy, để tạo thành ni lông 6,6 thì là được tổng hợp từ acid adipic và hexametylendiamine. Vậy thì anh này có tên gọi là hexametylendiamine. Thì thầy phân tích để chúng ta hiểu tại sao cái tên nó là hexametylendiamine nhá. Hexa là 6 này, đây này. 6 là số đếm. Hexa là 6. Đây, hexa đây này. Là 6, số đếm. Methylene là tên để chỉ cái nhóm CH2 này, này. Cái nhóm CH2 tên là methylene. Cái này ở trong chương trình lớp 11 dạy nhưng mà nhiều bạn là không để ý. Thì ở đây thầy phân tích cho các em. Vậy hexametylene là có 6 nhóm CH2. Thầy gọi là hexametylene. Diamine ở đây là gì? Đây. Di là có 2 nhóm NH2. 2 nhóm NH2 giống nhau thì 2 nhóm NH2 thì nó là di. Còn amin là tên của nhóm NH2. Đấy, thế nên tên gọi nó là hexametylene diamine. Và thầy hy vọng rằng là cái việc mà khi mà thầy vừa mới giảng giải chúng ta về mặt cái tên như vậy thì nó có thể giúp cho chúng ta nhớ cái tên này lâu hơn chứ không phải là học thuộc. Đúng không? Hoa học rất là hay khi chúng ta hiểu. Chúng ta không bao giờ phải thuộc cả. Đúng không? Đấy, thầy biến nó đổi hoa học từ cái việc nó cực kỳ khó trở thành nó dễ dàng được các em. Vậy đáp án đúng nhất của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Các em nhá. Đáp án B bỏ. Câu 13. Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ yếu nhất? Thì ngay ở đầu buổi học thì thầy đã nói chúng ta rồi đúng không? Cái thằng mà có tính bazơ yếu nhất nó sẽ là thằng anilin. CBZ. Câu 14 ạ. Thế nào là bậc của amin? Thế nào là bậc của amin? Đây hỏi về định nghĩa đấy. Bậc amin là gì? Có nhiều bạn là nhận biết được bậc amin nhưng mà định nghĩa bậc amin thì các bạn không nắm được. Bậc amin là gì ạ? Là số nguyên tử hydro của NH3 bị thay thế bởi gốc hydrocarbon. Được chưa? Vậy thì định nghĩa của chúng ta nó là đáp án gì? D. D nhé. Câu 15. Số đồng phân amin bậc 1. Cái câu này mới nhiều đứa sai này. Yêu cầu amin bậc 1 này. Yêu cầu thứ hai là chứa vòng benzen này. Yêu cầu thứ ba là có công thức phân tử là C7H9N. Thỏa mãn cả ba yêu cầu đấy nhá. Chứ vòng benzen bậc 1. Thế thì đơn giản thôi, mình vẽ lại. Vòng benzen thì vẽ vòng benzen. Được chưa? Thế vòng benzen mới có 6 carbon này mới là C7. Thêm một carbon. Đủ C7 nhá. Amin bậc 1 là phải có nhóm NH2. Vậy nếu nhóm NH2 đính vào vị trí carbon này là đồng phân số 1 này. Anh này có trục đối xứng, hai anh này giống nhau, đây là anh số 2 này. Hai anh này giống nhau, đây là anh số 3 này. Anh này chẳng giống anh nào khác, đây là anh số 4. Vậy tổng cộng mình sẽ có 4 anh đồng phân amin bậc 1 chứa vòng benzen. Và đáp án đúng của chúng ta 15 nó là đáp án D, thấy không? Thế mà vẫn nhiều bạn sai là đáp án A. Thì biết là khi mà nhiều bạn mà chọn đáp án A là bạn ấy quên cái việc mà đính nhóm NH2 ở vị trí số 1. Thực ra về mặt định nghĩa của bậc của amin thì chỉ cần nó chứa nhóm NH2 thì nó là bậc amin rồi, nó là amin bậc 1 rồi. Nhá, nên các bạn không cần phải lăn tăn ở điều này cả. Thấy không? Những cái câu này những câu lừa phịch. Yên tâm học theo thầy thì liên tục bị lừa, chúng ta sẽ bị xoay như con trong trống luôn. Với một mục tiêu thế nào ạ? Một mục tiêu là chúng ta giỏi hóa. Câu 16. Câu 16 ạ. Etin amin có tính bazơ mạnh hơn anilin. Cái câu này thầy cho vào đây là để hiểu, để giúp ta hiểu sâu hơn thôi. Nhá. Thì thầy giải đáp luôn cho chúng ta câu 16 này là etin amin có tính bazơ mạnh hơn anilin là bởi vì thế này này. Cái nhóm etin thì đẩy điện tử là đẩy e đấy, làm tăng mật độ điện tích trên nguyên tử nitơ. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. 16 đáp án D các em nhé. 17 nè. Các bạn cùng xem chọn đáp án 17 đáp án nào. Chất nào sau đây có tính bazơ là mạnh nhất? Chất nào sau đây có tính bazơ là mạnh nhất? Lúc nãy nói rồi. Đúng không? Bậc 2 nào mạnh hơn bậc 1? Bậc 2 nào mạnh hơn bậc 1? Trong này cứ nhìn đến chỗ thằng nào bậc 2 là chọn. Trong này là trắng có thằng nào bậc 2 thế mới nhỏ. Thế rồi nếu mà không có bậc 2 mà trong này tất cả đều là bậc 1 trừ anh này ra thì bậc 1 chắc chắn mạnh hơn anh này rồi. Anh anilin yếu ở NH3 rồi, hai này bỏ rồi, còn hai này chơi với nhau thôi. Thì thằng nào có nhóm thế đẩy e mạnh hơn thì thằng đấy tính bazơ mạnh hơn. Thế thằng nào mà nhóm thế đẩy mạnh hơn
thì tính bao giờ mạnh hơn? Thì thằng thế thế nào là thằng có nhóm thế đẩy mạnh? Thì thằng có nhóm thế đẩy mạnh là khi và chỉ khi thằng đấy càng to thì càng đẩy mạnh. Đây này, anh này đều no và phải to. Đấy, thì anh này no hơn, thằng này to hơn. Nên đáp án đúng là đáp án C. Được chưa? Các bạn nhớ chưa? Cứ no và to thì đẩy mạnh hơn. Nhỏ thì nó sẽ yếu. Câu 18 ạ. Câu 18 ạ. Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là chất nào trong số các chất sau đây khi mà phản ứng với dung dịch FeCl3 thì cho kết tủa? Thì FeCl3 thì nó sẽ có một cái đặc trưng là nó sẽ tạo thành kết tủa với những anh có tính bazơ. Để nó tạo thành kết tủa FeH 3 lần. Thế thì anh este là không có tính bazơ, anh ancol không có, anh axit để tính axit. Vậy thì FeCl3 sẽ cho kết tủa khi mà tác dụng với CH3NO2. Bản chất của cái vấn đề này nó sẽ như thế này. FeCl3 nó có ion sắt 3 cộng. CH3NH2 nó tan trong nước ấy, nó để nó tạo thành là CH3NH3 cộng cộng OH trừ, và chính cái anh OH trừ này nó sẽ tác dụng với anh sắt 3 cộng để tạo thành kết tủa FeOH 3 lần. Được chưa? Kết tủa màu nâu đỏ. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở câu này, câu 18, đáp án đúng của chúng ta là đáp án A nhá. Đấy, tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án A. Câu 19 ạ. X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất. Các tính chất được ghi ở bảng sau, nhận xét nào sau đây đúng. Thế thì nhiều bạn học thầy bảo là ui thầy ơi, thầy bảo là hóa không phải học thuộc, thế bây giờ cờ bới cái câu này mà không học thuộc làm sao giải được? Với câu này không học thuộc làm sao giải được? Thì câu chuyện nó đơn giản lắm, các em logic một tí là em giải được thôi. Đây nhá các em nhìn nhá. Trong bốn cái chất này, bây giờ đều cho cái giá trị pH. Mình nhìn trong bốn cái giá trị pH này chỉ có một anh pH duy nhất là nhỏ hơn 7. Đó là anh ấy. Thế mà pH nhỏ hơn 7 thì nó là tính axit. Vậy X thì phải có tính axit. Tính axit. Thế trong bốn cái chất này thì anh nào có tính axit? Thì chỉ có anh phenol có tính axit. Nên X phải là phenol. Đây, thế X là NH3 là sai rồi. Thế phenol là Y là sai tiếp rồi. Một phát đã là 10-50. Sướng chưa? Thế là còn tất cả những anh lại là pH đều lớn hơn 7. Thế thì trong số tất cả những anh này mình xem anh nào có pH lớn nhất. Đây, pH Z là lớn nhất. pH lớn nhất. Thì tương đương với là tính bazơ phải mạnh nhất. Thế trong số 3 anh còn lại anh nào tính bazơ mạnh nhất? Nó chỉ có thể là anh CH3NH2. Nên Z là CH3NH2. Tính bazơ mạnh nhất. Đáp án đúng đáp án B. Dễ không em? Đấy, mình có phải thuộc đâu, thầy có thuộc đâu. Logic hết. Câu 20 ạ. A là một đồng đẳng của anilin. Có công thức phân tử là C7H9N. Cái chỗ cái từ đồng đẳng này này. Cái chỗ cái từ đồng đẳng này nó mới là thú vị này. Thế thì đồng đẳng là gì? Đồng đẳng là những cái hợp chất mà hơn kém nhau một hay nhiều nhóm C2. Cái này bạn nào cũng thuộc. Bạn nào cũng nhớ. Thầy đưa cái câu này vào đây là để nhắc lại cho các bạn là các bạn rất hay sai cái câu này. Các bạn sai nhiều lắm. Khi đề bài hỏi là số đồng phân của A có nghĩa là cái chất này có bao nhiêu chất là đồng đẳng của anilin, thì mình phải quay lại trở lại anilin. Anilin ở đây. Thì đồng đẳng của anilin là cái nhóm NH2 đính vào vòng. Có nghĩa tương đương với việc là câu 20 này đề bài hỏi là C7H9N có bao nhiêu nhóm NH2, có bao nhiêu chất mà có chứa nhóm NH2 đính vào vòng. Các bạn hiểu không ạ? Thế thì đây, đính vào vòng. Chỉ có 1, 2, 3 thôi, cái này này đối xứng, thằng này đối xứng. Chứ không được, tuyệt đối không được đính vào đây nhá, đính vào đây không phải là đính vào vòng. Mình chỉ có mấy thôi. 3 thôi. Các bạn nhớ thầy chưa? Đấy, phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Học chúng ta phải hiểu. Thế nên là nhiều lúc các bạn là bảo là mình làm được rồi, mình làm đúng rồi, mình chọn đáp án đúng rồi, nhưng không được tính điểm. Tại vì bạn chọn đáp án sai. Nhục không? Những cái này mới nhục. Mình biết từ mình sai ở đâu thì mình mới biết nhục. Chứ còn mình mà
Vấn đề là mình nhiều bạn đi thi về là còn không biết mình sai đâu. Làm đúng như thầy cô giáo giải. Thế mà không được 10. Nhỏ vậy. Đấy lý do mà tại sao thầy phải cho người ta cọ sát với những đề thi thử của sở, các sở và đề thi năm vừa rồi để cho các bạn làm được quen với những cái mẫu đề chuẩn để các bạn không bị sai. Câu 21, chất nào sau đây là một amin bậc 2? Chất nào sau đây là một amin bậc 2? Amin bậc 2. Amin bậc 2 là nó phải có nhóm NH2. À nó phải có nhóm NH. Đúng không ạ? Thế là nó chỉ có thể gì ạ? Dibutylamin. Đây cháu này. CH3 NH CH3. Ok chưa? 22 ạ. Công thức của dimethylamine. Ủa, vừa viết xong bên trên này. Thấy không? Nè. Cái này hai cái này của hai nơi khác nhau nhá, một cái của ông Sở Thái Bình nhá, một cái của ông chuyên Bắc Ninh nhá. Thấy các em thấy không? Ý tưởng nó trùng nhau chưa? Thế phàng luôn rồi. Đây là C2H7N, đúng không? Đáp án đúng đáp án A. Câu 23. Phát biểu nào sau đây là sai? Phát biểu nào sai nhá? Đây này, các bạn cứ cứ làm theo kiểu là đề bài hỏi phát biểu sai đi chọn phát biểu đúng, mà đề bài hỏi phát biểu đúng đi chọn phát biểu sai. Anilin tác dụng với nước brom tạo cái tổ màu trắng, đúng chưa? Chính xác. Đúng nhưng không được chọn. Bài này hỏi phát biểu sai mà. Anilin vô lực bao giờ mạnh hơn ammoniac? Sai luôn nhá. Ammoniac làm quỳ tím chuyển thành màu. Sai, còn anilin không làm quỳ đổi màu. Sai là B. 24. Metinamin tác dụng với axit nitric. Metinamin CH3 NH2 tác dụng với axit nitric để tạo thành CH3 NH3 NO3. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Đấy, rất là dễ. Câu 25 ạ. Ui trời ơi. Số phát biểu đúng nha các em nha, số phát biểu đúng nha. C4H9N có thể là một amino đơn chức mạch hậu. Xem nào. Amino công thức tổng quát là CNH2N cộng 3N. Nếu nó là C4 thì nó phải là C4H11N chứ không thể là C4H9. Sai. Amin bậc 2 luôn, tính bao giờ mạnh hơn amin bậc 1? Đúng. CH3NH2 là amin bậc 1. Đúng. Sau khi mổ cá có thể dùng giấm ăn là có tính axit để giảm mùi tanh, đúng rồi, mùi tanh là mùi của amin thì axit chắc chắn tác dụng với amin, đúng. Amin có trong cây thuốc lá là nicotine, đúng tiếp nhỉ. Ở điều kiện thường metinamin, etinamin, dimetinamin, trimetinamin là chất khí. Cái này ngay ở đầu buổi thầy đã nói là phần này rất hay thi nên mình phải nhớ, đúng chưa? À ư ừ, nhỉ, đúng rồi. Amin bậc 2 luôn, tính bazơ mạnh hơn amin bậc 1, nhưng mà thằng C6H5 nữa này, đúng 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 đúng. Thằng 2 này chưa đúng đâu. Thằng 2 này có thể sai đấy. Ví dụ như là C6H5NH2 tất cả 2 lần. Xuất hiện C6H5 tất cả 2 lần NH thì nó không mạnh hơn. Nhá. Hai sai luôn, có tính có cái từ luôn này là sai, vừa nãy thầy đọc nhỉ. Ở điều kiện thường metinamin, etinamin, dimetinamin và trimetinamin là chất khí, cái này đúng. Được chưa? Vậy là gì? 3, 4, 5, 6, 4 phát biểu đúng. Các em nhá. Có 4 phát biểu đúng ạ. Tổng cộng mình sẽ có 4 phát biểu đúng. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B nhá. B bò, B bò. B bò. 26 ạ. Chất nào sau đây là amin? Ủa, câu 26 này dễ. Dê đúng không? Nhìn phát biết. 27 ạ. Anilin có công thức là gì? Các bạn bị thầy bịp nhiều nó quen rồi. Đúng không? Anilin dễ quá, dê. 28 nào. Đây này mới hay này. Anh này mới hay này. Amin X có tên thay thế là N-metin-etanamin. Tên gốc trước của X này. Thật ra cái câu này bây giờ thầy đổi lại là cho cái công thức đấy xong yêu cầu chúng ta gọi tên thay thế là toang hết. Toang hết. Các bạn không nhớ tên thay thế. Bạn chỉ nhớ tên gốc trước thôi, các bạn đi chọn hết tên gốc trước liền luôn à. Amin X có tên thay thế là, đây vẽ đi.
Etanamin 1, 2. Đây nhóm NH2. N-metin etanamin. À, vậy đây không phải nhóm N2 mà nhóm NH-N cơ mà. Vậy là metin lại đính vào đây. Đấy. Thì tên gốc chức của anh này nó là etin metinamin cơ. Chứ không phải là dimetin nhá. Đây là etan mà, E là hai carbon cơ. Đây etan này này, hai carbon. Nên đáp án đúng của chúng ta nó phải là gì? Etin metinamin, đáp án B để tuyên dương. Tất cả các bạn đã chọn đáp án B và rất nhiều bạn bị chọn C. Toàn thầy không cố ý muốn lừa các em đâu, nhưng mà các em cứ bị lừa. Câu 29 đã cho phát biểu sau. Số phát biểu sai là anilin tính bazơ là đúng, nhưng mà làm xanh quỳ tím là sai. Anilin không làm quỳ đổi màu, hiểu chưa? Anilin có phản ứng với nước brom dư đúng, nhưng nó không phải tạo thành bromanilin, mà nó tạo thành là 2,4,6 tri brom anilin. Anh này kết tủa màu trắng. 2,4,6 tri brom anilin. Được chưa? Kết tủa màu trắng. Tất cả các amin đơn chức đều chứa một số lẻ nguyên tử hydro trong phân tử. Amin đơn chức là amin chỉ có một nitơ nhá. Thì đúng là chỉ chứa một số lẻ nguyên tử hydro trong phân tử là đúng, bởi vì phân tử khối nó là một số lẻ. Ba đúng. Rồi, các bạn bây giờ bảo là không bị lừa không phải học sinh thầy Minh. Đúng rồi. Chính xác luôn. Minh myelin nghĩa là học sinh thầy Minh sẽ bị thầy Minh lừa cho sấp mặt luôn. FML sấp mặt luôn. Bởi vì chỉ có bị lừa nhiều thì đấy là cách chúng ta học lý thuyết xịn nhất, tốc độ nhất. Đúng rồi, không bị lừa không phải học sinh thầy Minh, chính xác. Các amin khí có mùi tương tự ammoniac và độc, chính xác. Nhờ tính bazơ, nhưng mà thực ra nhé các em nhé, thực ra nhé, cái mùi khai của NH3 ấy, nếu mà với nồng độ nhỏ, mặc dù là nó là độc nhá, với nồng độ cực kỳ lớn thì nó độc, nhưng với nồng độ nhỏ thì nó sẽ có tác dụng giúp cho chúng ta tỉnh táo hơn. Đấy là lý do mà tại sao tất cả các bọn con trai ấy, khi mà học và tiết 1, tiết 2, tiết 3 nó rất cực kỳ uể oải. Sau đó chúng nó giờ ra chơi đến chúng nó đi đâu đó, sau đó quay trở lại trông mặt mày nó phớn phở hạnh phúc bla bla đấy, đấy. Bởi vì tác dụng của NH3 đấy, nó giúp kích thích thần kinh phê pha hơn. Câu số 5. Nhờ tính bazơ anilin tác dụng đối với brom. Sai nhá, sai nhá. Cái việc anilin tác dụng brom không ảnh không phải là do tính bazơ, mà là do cái sự tác động của nhóm NH2, nhóm thế no lên cái vòng. Được chưa? Úi giời, vui quá, hôm nay biết lý do tại sao. Tại sao khi đi giờ ra chơi, sau khi đi giải quyết nỗi buồn xong về lại phê pha. Thêm vài giọt phenol và phthalein vào dung dịch dibetinamin. Thấy suýt lại màu xanh. Đúng rồi. Từ từ. Tí toang. Tí toang. Quỳ tím thì làm màu xanh thật. Nhưng mà phenol và phthalein thì phải là màu hồng. Đúng chưa? Phenol và phthalein phải màu hồng chứ đây lại màu xanh. Tí toang. Vậy bao nhiêu phát biểu sai ạ? 1, 2, 3, 4. Chúng ta tổng cộng 4 phát biểu sai. 4 phát biểu sai các em nhá. 1, 1, 4, 4, 4. À. Đấy. Vào cẩn thận nào. Câu 30, câu cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Ảo ma Canada. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau. Bước 1, nhỏ 3 giọt anilin vào ống nghiệm chứa 20 lít nước cất, lắc đều, sau đó để yên. Thì anilin là tan một tí thôi và nó chìm xuống dưới. Đấy, kết thúc bước 1 hầu như anilin không tan và lắng xuống đáy nghiệm, cái đấy đúng này. Bước 2 cho giấy quỳ vào ống nghiệm, sau đó nhấc giấy quỳ ra, không hiện tượng gì bởi vì quỳ nó không chuyển thành màu gì cả, bởi vì anilin không làm quỳ chuyển màu. Giấy quỳ chuyển màu xanh là sai này. Bước 3 nhỏ tiếp 1 ml dung dịch HCl đặc vào ống nghiệm, sau lắc đều để yên, thì lúc này là nó tan bởi vì là anilin tác dụng với lại HCl để tạo thành muối. Đây, anilin tác dụng HCl C6H5 NH2 cộng với lại HCl
thì tạo thành là C6H5 NH3Cl. Đấy, khi anh này tan, cái muối nó tan. Được chưa? Thế thì ở kết thúc bước 3 thu dung dịch trong suốt là đúng. Bởi vì dung dịch muối nó tan. Sau đó nhỏ tiếp NaOH đặc vào ống nghiệm. Thì khi mà nhỏ NaOH đặc vào thì lúc này C6H5 NH3Cl nó tác dụng với NaOH để nó tạo thành C6H5 NH2 cộng với NaCl cộng với H2O. Thì lúc này anilin lại xuất hiện. Thì lúc này trong nghiệm có anilin tạo thành là đúng này. Ống nghiệm. Được chưa? Thế thì kết thúc bước 4 thì trong nghiệm chỉ có một muối thôi, là muối NaCl thôi, chứ chẳng còn muối nào nữa cả. Nên nói là trong nghiệm chứa hai muối là không chính xác. Được chưa? Bởi vì ở đây là cho thằng HCl cho NaOH đặc vào mà. Được chưa? Thì chứa hai muối là sai. Chứa một muối thôi. Vậy ở đây mình sẽ có bao nhiêu phát biểu đúng để bài học phát biểu đúng. A đúng là 1, không tan lắng xuống đáy ống nghiệm này. C đúng là 2, bước 3 thu được dung dịch trong suốt. D đúng là 3, trong nghiệm của anilin tạo thành. 3 phát biểu đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. D. Đấy, các em thấy không? Đấy, thì hôm nay là cái buổi mà thầy nhắc lại cho chúng ta kiến thức trọng tâm về amin. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Và